Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Hòa mới mua cặp bò mới về chuồng. Cặp bò man đầu trụi. Con ba bê đực. Con được hơn 4 tháng. Bò mẹ đẻ đứa thứ hai. Đang có chửa 3 tháng, gần 3 tháng rồi. Hôm 22 quá đẳng cấp luôn. Bò man đầu trụi nha, hàng quốc tế. Bác nhìn này, màu sữa của nó này, quá ok. Bò này thực ra nhà ta chăm rất là kém, chỉ đi thả ngoài đồng ăn được thì ăn, không chăn cám. Này các bác, hàng ít có luôn. Bò quá đẳng cấp. Em review cụ thể cho các bác xem. Còn ba video. Con này nó chưa ăn cám. Có VIP luôn. Mà vì rất là đẹp. Không coi nhưng mà hôm qua gia đình chăm chuyên chưa cho ăn cám nên là nó bình thường. Chân móng dòng man đầu trụi chim lùn. Giá là 68 triệu. Bác nào có nhu cầu mua này thì điện thoại trực tiếp cho em. Quay này, quay lưng đầu góc buồn. Dòng này thực sự các bác nuôi thì nhìn đã thích này. Em quay chi tiết để có bác xem trước và sau. Đuôi phố đuôi này rất là ok luôn. Em quay chi tiết cẩn thận các bác xem này. Bò hàng quá VIP luôn. Dòng này thực sự là các bác mua rất là ít có gặp. Chiều cao trung bình tầm cửa độ 1m4 thì nó dòng man chim lùn. Hàng quá VIP luôn. Hàng quốc tế luôn nhá. Bác nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em. 68 triệu. Dòng này các bác nuôi quá ok luôn, không phải suy nghĩ gì. Mẹ con đều đẹp. Chân móng cả mẹ ăn con nhá. Mông quá VIP. Hàng này ít có. Thật sự những dòng bò này nhiều khi mình đi mua gặp đã muốn mua rồi. Đẹp. Hàng mới đẻ hai lứa. Mẹ đang chửa 3 tháng. Gần 3 tháng lành mạch. Lành lắm. Từ mua những con cặp bò này nhìn đã thích rồi.
ok rồi. Mai bác nào nhờ em mua hộ cặp như này nữa chắc cũng phải đợi thời gian mới có chứ mua ngay chịu. Hàng đẳng cấp luôn này. Mẹ lẫn con đều ok nhé. Nhìn xuống siêu vip. Mình quay cụ thể chi tiết cho các bác xem cho nó kỹ, đỡ phải hỏi lại. Đang lắm là ok. Các bác nhìn cả mẹ con. Quá vip luôn. Dòng này các bác nhờ em mua ngay một cặp nữa cũng chưa có. Sự hàng đẳng cấp luôn đấy. Quá vip luôn. Bác nào nhu cầu điện thoại trực tiếp cho em này, đúng 68 triệu bán giá hợp lý cho các bác về chăn nuôi. Mẹ con đây em ơi, dắt vào đây cái. Sáng sủa nha, ngắm đi ngắm lại càng ngắm càng thích. Dòng rất là lành. Siêu cấp. Bác nào mua cái dòng này về thì khỏi suy nghĩ một tí nào luôn. Hoặc ở ngoài ấy. Hoặc bên trong này em ơi. Vâng.